Thiền yên lặng. Một phương pháp thanh lọc và chuyển hóa thân tâm. Trong dòng lịch sử suốt gần 5.000 năm qua, khắp Đông Tây Âu Á đều có nói về một loại năng lực tiềm ẩn trong cơ thể con người. Phương cách khai mở, đánh thức và tên gọi năng lực ấy có thể khác nhau tùy theo nhu cầu và hoàn cảnh xã hội. Trường phái Kundalini Yoga của Ấn Độ, tức là tu giác ngộ qua con đường khơi dậy năng lực hỏa xà, thường khởi dậy năng lực này ở phía sau lưng theo cột sống. Tây Tạng thì có Inner Fire, tức nội hỏa hay chân hỏa tam muội, và các phái tiên gia, lão và khí công Trung Hoa thì phần đông khơi dậy sức nóng này từ đan điền đi lên, ở giữa hoặc phía trước thân. Trong sách vở cổ kim, năng lực này thường được xem là có liên quan mật thiết đến những hiện tượng như thanh lọc cơ thể, đã thông kinh mạch, phục hồi nguyên khí, giải khổ, giải nghiệp, khả năng thần thông, tiến hóa và thành tựu về mặt tâm linh. Cũng theo sách vở, năng lực này rất khó khai mở và các phương pháp thường mang tính cách bí truyền, nên rất ít ai có may mắn học được. Trước đây, hầu hết chỉ những vị thầy đạo cao đức trọng hoặc những người đã khổ công tu luyện cả đời mới có những khả năng này mà thôi. Hiện nay, Việt Nam đã có một công thức mới nhất để đánh thức năng lực ấy do một nhà sư khất sĩ người Việt Nam tìm ra, Thượng Tọa Thích Giác Nhiệm. Nói công thức này mới là vì lần đầu tiên cách thức khai mở có thể được phổ truyền, nghĩa là không còn dành riêng cho một số người đặc biệt như trước kia. Điểm mới lạ kế tiếp là ta có thể thực hiện dễ dàng và hữu hiệu một cách bất ngờ. Mọi người đều có khả năng khai mở năng lực này, bất kể tuổi tác, trường phái, tôn giáo, trình độ văn hóa hay tâm linh. Lúc còn tại gia, qua con đường thiền quán, gần như vô tình, nhà sư Thích Giác Nhiệm đã tự khơi dậy được năng lực này. Sau đó, vào năm 19 tuổi, nhà sư xuất gia và tu theo hệ phái khất sĩ của Phật giáo Việt Nam. Tuy nhiên, mãi đến hơn 40 năm sau, nhà sư mới nghiên cứu tìm ra công thức để hướng dẫn, vừa dễ dàng vừa ít tốn thời gian hơn các truyền thống cũ. Chìa khóa khai mở năng lực này là yên lặng. Yên lặng đây không phải là làm thinh, không nói năng gì, mà là trong trí của ta, không có một ý tưởng nào dấy lên, trong lòng hoàn toàn bình yên, không có một dao động nào cả. Theo nhà sư, yên lặng đây là định lực của vũ trụ, nên nó hiện diện ở khắp mọi nơi, trong, ngoài và bao trùm muôn loài vạn vật, hữu hình lẫn vô hình. Mục tiêu của pháp thiền yên lặng này là giải quyết hai vấn đề trong cuộc sống, bế tắc của thân và tâm. Về thân, giống như hệ thống máu và bạch huyết, hệ thống khí trong toàn thân cũng phải liên tục vận hành trôi chảy để đưa chất độc ra ngoài. Chất thải của khí được gọi là trược khí. Nơi nào trong thân bị bế tắc thì nơi đó bị đau nhức, rối loạn hoặc hư hại. Sự bế tắc đó có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến một số loại bệnh mà không do vi trùng gây nên. Theo nhà sư, trược khí là một năng lực ô nhiễm phát xuất từ tư tưởng, xúc cảm, lời nói, hành động. Chất độc từ thức ăn, nước uống, ô nhiễm môi trường. Trược khí là nghiệp thức tích lũy trong hiện đời lẫn bao đời kiếp. Mỗi con người chứa chấp trong thân và tâm những trược khí này, nên ít ai tìm được sự an lạc hay tránh khỏi bệnh hoạn. Nếu để ý, ta sẽ thấy những người tu thiền nhiều mà không hiểu được nguyên lý giải trược, không đã thông kinh mạch, càng tu sức nóng càng nhiều, không thoát ra được, thường sanh ra áp huyết cao, tuột huyết áp, hay nhức đầu, thấp khớp hoặc đau cột xương sống, vân vân. Khi giải phóng được trược khí, cơ thể tự nhiên được quân bình lại ngay. Theo nhà sư, thì nguyên lý của phương pháp thiền yên lặng là bất cứ ai, bằng cách dùng động không ngừng nghỉ để giữ được trí mình yên lặng, không một tư tưởng hay cảm xúc nào dấy lên trong khoảng thời gian liên tục từ 30 phút đến 2 tiếng, thì vô thức sẽ tự nhiên bắt đầu vận hành thanh lọc giải trược. Tự đã thông kinh mạch, khai mở những năng lực tiềm ẩn trong cơ thể mà không cần bất kỳ một sự can thiệp nào của tư tưởng. Về tâm, khi tâm trí không bị trược khí ảnh hưởng,
tâm tự nhiên phục hồi về trạng thái an ổn, nhẹ nhàng và hài hòa. Nhờ thế, nó có thể tập biết cách yên lặng, nghỉ ngơi, định tâm một cách dễ dàng. Vì phương pháp thực hành yên lặng này hoàn toàn tuân thủ vào sự vận hành tự nhiên, không có sự tác ý hay thúc đẩy nên rất an toàn cho người tập. Tiến trình tự nhiên để khai mở năng lực này gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 là thông khí sơ khởi, tức là làm cho đổ mồ hôi và đưa trượt khí có dạng là hơi nóng toàn thân từ trong ra ngoài theo các lỗ chân lông và qua huyệt bách hội. Giai đoạn 2 là thông khí qua hai mạch nhâm và mạch đốc, tức là sức nóng tự gom trượt khí lại, vừa từ toàn thân vừa từ nội tạng, chạy dọc theo hai đường phía trước bụng và dọc theo cột sống, lên đến cổ hoặc đỉnh đầu, thì hai đường hợp lại, khui một lỗ vô hình trên đỉnh đầu, tức là huyệt bách hội hay luân xa bảy, và thoát ra ngoài. Giai đoạn 3 là thông lửa. Đó là khi năng lực bí ẩn trỗi dậy thành một đường rất nóng, di chuyển chậm chậm từ dưới đốt cột sống cùng đi lên, từ từ đến đỉnh đầu, rồi thoát ra ngoài. Hướng dẫn cách thực tập. Những nguyên tắc và kỹ thuật để tập thông khí và thông lửa. Cách ngồi thiền. Cần một chỗ ngồi yên tĩnh, có chỗ dựa thì càng tốt. Một cái gối để ngồi, vì ngồi trên gối cao hơn chỗ để chân thì chân không bị tê. Một cái gối nữa để dựa, nếu được, thì chúng ta kê sau lưng. Ngồi kiết già hoặc bán kiết già đều được. Nếu không quen, thì ngồi tréo chân hoặc để chân trong chân ngoài. Nếu cần, kê thêm khăn mềm dưới mu bàn chân và đầu gối để chân không bị đau, miễn sao cho thật thoải mái để có thể ngồi được lâu. Khi ngồi, lưng, cổ và đầu phải thẳng, không khom lưng cúi cổ, sức nóng sẽ bị kẹt. Thả lỏng toàn bộ cơ thể, không để một cơ bắp nào trên thân gồng lại. Xả giãn tối đa để thân và trí nghỉ ngơi hoàn toàn, thì sức nóng mới đi lên dễ dàng. Cách thiền nằm. Bạn có thể nằm nghiêng hay nằm ngửa tùy ý, nhưng nằm sao cho đầu và cổ thẳng với xương sống. Ai đã mở được huyệt bách hội thì chỉ cần giữ tâm yên lặng, không chăm chú mà chỉ trực nhận, nghĩa là chú ý nhẹ vào hai lòng bàn chân cho đến khi có làn hơi nóng đi lên. Trực nhận sự di chuyển của hơi nóng này, ai chưa mở được huyệt bách hội thì phải tiếp tục niệm cho sức nóng bung ra được. Trường hợp bạn thiếp đi thì sau khi thức dậy tiếp tục chú ý giữ tâm yên lặng, không suy nghĩ gì hết, cũng không nhớ đến giấc mơ. Nếu suy nghĩ thì sức nóng rút xuống làm chân lạnh. Cách thiền ngủ. Vì hầu hết chúng ta có rất ít thời giờ để thiền, chúng ta nên tận dụng thời gian ngủ để đưa thân tâm vào trạng thái thiền yên lặng bằng cách chỉnh đầu và cổ thẳng hàng với xương sống để đả thông, đọc thầm vài phút để trở vào yên lặng rồi ngủ. Mỗi khi trở mình thức giấc, ta cũng làm như vậy rồi ngủ lại. Cách cầu nguyện. Bạn có thể cầu nguyện theo thể thức tôn giáo riêng của bạn. Chung chung là mình cầu nguyện với Phật, với Chúa hay với bất cứ một vị nào mà mình tin tưởng. Xin cho mình thực hành đạt được kết quả tốt. Xin ánh sáng và tình thương của Ngài soi sáng, bảo vệ và đón rước hết các nghiệp thức bên trong và bên ngoài của mình. Yên lặng một phút để nhận được sự gia trì hồng ân của Ngài. Sau đó, tự xác định với mình là hôm nay mình tu tập thông khí hay thông lửa. Cách định tâm. Định tâm bằng tĩnh lặng thì không đổ mồ hôi, nhưng nếu định tâm bằng cách dùng động thì sẽ đổ mồ hôi. Trong phương pháp này, chúng ta sẽ dùng động để đi vào tịnh, nghĩa là ta phải đọc thầm, tức là niệm. Niệm trong đầu liên tục một câu gì đó ngắn gọn từ 6 chữ trở lại là tốt nhất. Cách niệm là chính,
còn lời thì không thành vấn đề. Nhiều người niệm yên lặng là vàng, yên lặng là vàng. Nam mô A Di Đà Phật, kính mừng Maria, Đức Chúa Trời Ba Ngôi, Quan Thế Âm Bồ Tát. Người thì đọc 1, 2, 3, 4, 5, đọc gì cũng được. Cách niệm. Chúng ta niệm liên tục, không cho gián đoạn, không để tư tưởng xen vào. Không trụ, tức là không chú ý lâu ở bất cứ một điểm nào, như ngay trước ngực, trước trán, trên đầu, trên hư không, trong hơi thở, vân vân. Đọc nhẹ nhàng, không cố gắng quá. Nếu tư tưởng xen vào, trí cứ lăng xăng, thì niệm ngắn đi, niệm nhanh lên hoặc niệm ra thành tiếng. Nếu vẫn bị chia trí, bạn hãy thử tưởng tượng khuôn mặt của một vị mà ta tôn kính, đặt hình ảnh đó phía trước mặt, cách một khoảng xa xa, rồi niệm liên tục, giữ không cho mất hình ảnh ấy. Khi sức nóng lên tới đầu, thì phải xả bỏ hình ảnh mà ta vừa tưởng tượng, để sức nóng bung ra được. Cách đả thông. Bắt đầu từ sau khi bạn đã thông khí sơ khởi, cơ thể của bạn hay có sức nóng trỗi lên, đó là cơ thể tự động dọn dẹp trược. Mỗi khi có sức nóng tự khởi lên, bạn hãy làm động tác tự đả thông bằng cách giữ tâm yên lặng. Thả lỏng hết cơ bắp, nhất là trên đầu, mặt, cổ và vai, vài phút thì sức nóng sẽ thoát ra đỉnh đầu. Bạn cần làm việc này thường xuyên và ngay trong sinh hoạt hàng ngày. Nếu bạn chờ đến tối để ngồi thiền thì có khi khó thông và mất thời gian ngồi thiền lâu hơn. Nếu ta mặc kệ không đã thông thì chúng ta bị căng đầu, đau cổ, nhức vai, uể oải, buồn ngủ, cao có và khó chịu. Cường độ và thời gian thiền. Trong vòng những ngày đầu, để thông khí và thông lửa, bạn nên ráo riết luân phiên tập như sau: xông hơi hay thiền ngồi, thiền nằm, thiền ngủ và đã thông. Mỗi lần thiền, cố gắng ít nhất khoảng 1 giờ. Sau khi thông lửa, bạn có thể giảm cường độ tập. Cách thức thanh lọc trược khí, tức là thông khí sơ khởi. Giai đoạn đầu là cần làm cho đổ mồ hôi, nên chúng ta phối hợp định tâm xông hơi hoặc định tâm mặc áo mưa. Nhờ định tâm và đổ mồ hôi, cơ thể sẽ bắt đầu tiến trình giải phóng trược khí. Nếu không có điều kiện xông hơi, cách đơn giản nhất là mặc áo mưa. Trước khi thiền, nên ăn một bát cháo nóng hoặc uống một ly nước nóng để có sức nóng trong người, rồi quấn mền ngồi thiền. Nếu dùng lều xong, vì phải thay đồ trong lều trước khi ra khỏi lều, nên ta cần bỏ sẵn một bộ quần áo khô và khăn vào bịch ni lông. Chuẩn bị một chỗ nằm kín đáo, không bị gió, gần lều xong. Chuẩn bị sẵn mền để trùm kín người khi ra khỏi lều xong. Trải bạt ngay chỗ nằm để khỏi thấm mồ hôi. Nếu bạn xong theo kiểu dân gian, thì chỉ cần một nồi nước sôi và một cái mền để trùm lên. Không nên dùng nồi cơm điện vì sẽ không an toàn. Chỉ đổ nước thường, không dùng hương liệu nào cả. Bạn cũng có thể tạo cho mình một cái lều xông hình tam giác, vuông, tròn, tùy ý. Miễn sao không gian bên trong không quá lớn hay quá nhỏ để có được sức nóng vừa đủ cho cơ thể của mình. Các bước chuẩn bị. Khi ngồi xông hoặc mặc áo mưa, ta nên ăn no, đừng để bụng đói. Mặc quần áo đơn giản, tắt hết quạt, máy lạnh. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, ta thực hiện các bước như sau. Bước thứ nhất, cầu nguyện. Bước thứ hai, định tâm bằng cách đọc thầm, tức niệm liên tục trong suốt thời gian ngồi xong. Nên xong ít nhất một tiếng mỗi lần. Lý tưởng nhất là xong cho tới khi thông khí sơ khởi rồi mới ngưng. Bước thứ ba, ngưng xông hơi. Trường hợp khi mồ hôi ra hết, ta có thể tắt nồi xông, sức nóng toàn thân tiếp tục bung ra ngoài. Tiếp tục ngồi thiền từ 10 đến 20 phút,
cho đến khi thấy nhẹ và mát người thì mới ra khỏi lều, tuyệt đối không ngủ trong lều xong. Bước thứ tư, ra khỏi lều xong. Khi bạn muốn xả thiền, nếu mặc áo mưa thì giữ nguyên áo mưa nằm xuống. Nếu có xông hơi, hé lều cho gió ra vô để điều hòa nhiệt độ bên trong và bên ngoài. Trước khi ra khỏi lều, phải lau khô mồ hôi và thay quần áo. Khi ra khỏi lều để tránh bị nhiễm gió, thì phải nằm xuống ngay. Khi nằm, trùm kín mền từ đầu đến chân. Nếu bạn sợ ngộp, thì chừa mặt ra. Đừng ra ngoài hay dọn dẹp gì cả. Bước thứ năm, thiền nằm và thiền ngủ. Trường hợp khi sức nóng lên tới đầu, nếu thấy buồn ngủ thì cứ thiếp đi chừng 30 đến 45 phút. Nhưng nếu không ngủ, thì ít nhất 15 phút mới được ra ngoài. Mục đích là giữ sao cho hơi nóng trược khí đang còn sót lại trong thân, có cơ hội thoát ra hết. Hơi nóng này có thể làm khô mồ hôi và cả quần áo. Chú ý, sau khi xông hơi, chờ ít nhất 1 giờ mới được tắm. Bước thứ 6. Nghỉ ngơi, ăn uống, rồi lặp lại các bước trên cho đến khi thông khí sơ khởi rồi thì bạn có thể ngưng xông hơi hay không cần mặc áo mưa nữa. Những trường hợp thường gặp trong khi xông. Nếu bạn nghe cảm giác khô rát, gắt cổ, hốc và khát nước, hoặc nghe đau nhức hai vai, có khi bạn bị ói mửa, đó là sức nóng bị kẹt ở cổ. Nếu bị sôi bụng và trung tiện, đó là do mất định tâm, trực khí bị rút trở xuống. Nếu bị buồn ngủ bất thường, có nghĩa là hơi nóng đang kẹt trong đầu. Bạn hãy cố gắng tản lờ các cảm giác đau, niệm liên tục cho vượt qua thì những cảm giác đó sẽ hết ngay. Nhớ là ngước cổ lên sao cho lưng, đầu, cổ thẳng hàng. Khi hơi nóng bị kẹt ở đầu, bạn hãy thử ngưng niệm, mở mắt nhìn xuống, thư giãn các cơ trên đầu, mặt, cổ, vai. Đừng chăm chú theo dõi hay đẩy phụ hơi nóng thì sức nóng mới bung ra được. Thông khí sơ khởi. Khi bạn định tâm liên tục, cộng với sức nóng từ bên ngoài, mồ hôi sẽ chảy ra rất nhiều. Những lớp mồ hôi đầu có thể sẽ có mùi tanh, nhớt hoặc là rít. Đôi khi có màu đen, nâu, xám, đỏ. Đó là mồ hôi trượt bung ra. Sau đó sẽ là những lớp mồ hôi trong hơn, cho đến khi mồ hôi không còn bung ra nữa. Trong suốt giai đoạn này, sức nóng toàn thân cũng sẽ khởi lên. Sức nóng này mang theo trượt khí và sẽ theo sau mồ hôi mà thoát ra khỏi cơ thể. Khi hơi nóng trượt khí này lên tới đầu, bạn sẽ nghe cảm giác nặng đầu, hoặc có gì đó quay vòng vòng trên đầu, hoặc nghe như con gì đang bò, nghe căng đầu, nhột, nóng. Đó là sức nóng lên tới đỉnh đầu đang tìm cách khui một lỗ vô hình trên đầu ở huyệt bách hội để thoát ra. Lúc này, bạn cũng chỉ việc giữ tâm trong yên lặng và đọc thầm cho đến khi nào sức nóng bung ra được. Khi thông, có người sẽ nghe tiếng nổ hoặc nghe tiếng xì hơi trên đầu như có gió thổi tóc bay bay, hoặc không nghe gì cả ngoài việc nghe mát, nhẹ. Dù thế nào, nếu nghe đầu nhẹ xuống, mát dễ chịu, hơi mát lan tỏa từ từ xuống hết mặt. Nếu ngồi tiếp tục, hơi mát sẽ lan toàn thân. Đó là dấu hiệu bạn đã thông, nghĩa là đã mở được huyệt bách hội, tức là luân xa bảy trên đỉnh đầu. Bạn hãy ngồi cho một đợt nóng khác đi lên và thông ra thì mới nên xả thiền. Vậy là xong giai đoạn thông khí sơ khởi. Sau khi thông khí sơ khởi, bạn không cần xông hơi hay mặc áo mưa nữa. Bạn có thể quấn mền ngồi thiền, tiếp tục thực hiện các bước sau. Bước thứ nhất, cầu nguyện và xác định ý mình thông khí hay thông lửa. Bước thứ hai, định tâm bằng cách đọc thầm liên tục. Bước thứ ba, nằm thiền. Sau khi ngồi thiền, bạn có thể nằm thiền. Bước thứ tư, ngủ thiền. Mỗi khi ngủ, nên kết hợp thiền để tận dụng thời gian này. Bước thứ năm, tự đã thông mỗi khi nghe sức nóng trong người. Thông khí. Sau khi hơi nóng bung ra được qua các lỗ chân lông, hơi nóng khác sẽ tự gom góp lại đi lên theo hai đường đằng trước bụng và sau lưng. Đi lên tới cổ hoặc đỉnh đầu thì hiệp lại, rồi bung ra ở huyệt bách hội. Đó là bạn đã thông khí. Bạn sẽ nghe cảm giác mát nhẹ,
lan tỏa từ trên đỉnh đầu xuống toàn thân, đó là khí thanh đang vào cơ thể của mình. Thông lửa. Nếu trong vòng khoảng một tuần, ngay sau khi thông khí mà bạn siêng năng tiếp tục thực hiện các bước trên, bạn sẽ cảm nhận một luồng sức nóng cao độ đi lên rất chậm theo từng đốt xương sống, ngừng lâu hơn ở dưới đốt xương cuối của cổ, rồi từ từ lên đầu và thoát ra huyệt bách hội. Đó là dấu hiệu của thông lửa. Hiện tượng kế tiếp là thông địa. Có thể bạn sẽ bất ngờ cảm nhận một luồng năng lực mạnh xuyên qua huyệt hội âm, tức luân xa một, như từ một cái súng bắn bằng hơi, chớp nhoáng đau như xé thịt, nhưng hết ngay. Hiện tượng khác là lùng bùng lỗ tai, nghe như có con gì chui vào hoặc vật gì đâm vào. Rồi một làn hơi đặc sệt, không nóng, không lạnh, từ từ lan rất chậm từ trái sang phải, rồi từ phải sang trái, có khi còn đi thêm từ trên xuống dưới và ngược lại. Những hiện tượng này xảy ra một cách tự nhiên, không do mình chủ động. Hình như ngoài việc quân bình âm dương, nó còn khai thông toàn bộ các huyệt đạo nhỏ và cải tiến dòng điện của các tế bào thần kinh trong toàn cơ thể. Những nguyên nhân không thông được, độc thầm không liên tục, chia trí, cử động, bỏ trí trống không một cách lững thững lờ đờ, theo dõi hơi thở, để ý hoặc có phản ứng bực mình với tiếng động bên ngoài, nghe niệm Phật bằng máy hay nghe tiếng đồng hồ tích tắc treo tường, thay vì độc thầm, hoặc để ý đến những cảm giác như ngứa ngáy, đau nhức, tê chân hoặc tác ý muốn đẩy phụ hơi nóng, đầu không thẳng, có lòng cạnh tranh ganh đua muốn thông trước người khác. Người có nghiệp lực vô hình quá nặng nề hay người có nhiều kiến thức quá nên cứ thử nghiệm đủ cách để thông, tức tâm trí rơi vào trạng thái động, không ở trong yên lặng. Người càng dụng ý thì khả năng thông càng chậm và người càng đơn giản càng thông nhanh. Ngoài ra, nếu ai đã có tu tập các pháp môn khác rồi, thì tác ý rằng mình tạm thời ngưng dùng những pháp đó trong lúc đang thực tập khai mở năng lực này. Như vậy, cơ thể sẽ hiểu và tạm thời không theo những lối vận hành trước đó. Những trường hợp ngoại lệ, một số người thường không nhận được hơi nóng mà lại thấy nhói ở một vài điểm trong cơ thể, căng thẳng trên đầu, nhói hoặc nhột ở huyệt bách hội, tức luân xa bảy. Cảm giác ở điểm nào thì có nghĩa là sức nóng đã lên được đến nơi ấy. Khi nghe đầu dễ chịu, nhẹ nhàng, thì đó cũng có nghĩa là bạn đã thông được. Cũng có trường hợp khi thông lửa, nghe hơi mát lạnh đi lên thay vì hơi nóng. Thiền chung và trợ lực cho nhau. Hằng ngày vào lúc 8 đến 10 giờ tối là giờ thiền chung. Ai cần được trợ lực thì ngồi thiền. Thầm nói, xin trợ lực cho tôi thông khí, thông lửa, thì sẽ nhận được. Ai muốn trợ lực cho người khác thì làm như sau. Xin ánh sáng minh triết, năng lực từ bi, rồi thông cho mình như thường lệ. Xác định ý mình muốn trợ lực cho người nào đó, kể cả người mình không biết chính xác là ai. Nghe thân mình hòa tan vào thân của người kia, yên lặng lắng nghe hiện trạng của cơ thể mình, rồi tự đã thông. Khi mình nghe nóng, đau hay căng thẳng chỗ nào, hoặc nghe thông, thì biết đó chính là tình trạng của người kia. Chú ý, chỉ ngưng trợ lực sau khi cảm thấy mình đã thông rồi. Nếu phải ngưng nửa chừng, thì nên xác định thầm ý của mình là tôi muốn ra khỏi việc trợ lực, tự thông vài phút rồi mới xả thiền. Sau khi thông lửa, vẫn tiếp tục kết hợp các cách thiền như trên, tự thông hàng ngày và ngồi thiền để giữ thân tâm trong định, càng lâu càng tốt. Về việc giải nghiệp, nói chung, thế giới vô hình thật vô cùng phức tạp, tùy vào sự hiểu biết và cố chấp của tâm thức mà biểu hiện ra thành các thế giới khác nhau. Ở đây, chỉ có thể diễn tả một phần nào đó để giúp chúng ta biết cách giải nghiệp, tức nghiệp thức của bản thân cùng những duyên nợ với bao nhiêu người khác trong quá khứ, kết thành một khối năng lực tạo nên ta và những gì đang ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại.
khi ta chết, mà tâm thức vẫn còn cố chấp vào những đau thương, mất mát do người khác gây ra, thì trong thế giới vô hình, dường như vong linh vẫn thấy những tổn thương như lúc còn sống, nên sẽ không ngừng đau khổ và luôn tìm cách trả thù. Chỉ có ánh sáng từ bi và minh triết, nhân duyên chín mùi, cùng với sự yên lặng của hành giả mới giúp chữa lành hoặc soi sáng để vong linh hiểu ra rằng tuy họ có là nạn nhân, nhưng ở những đời trước họ lại chính là những người gây nên đau thương cho kẻ thù của họ, hoặc tất cả chỉ là những vai trò để học và để tiến hóa, vân vân. Lúc đó, tâm thức mới buông được những gì cố chấp và trở về với ánh sáng siêu thoát. Công thức giải nghiệp. Khi giải nghiệp cho bản thân, cho người khác hoặc cho các nơi chốn đã từng có sự sát hại, tang thương, đau đớn, vân vân, chúng ta hãy làm như sau. Thỉnh ánh sáng minh triết và từ bi bao trùm xuống tất cả để soi sáng, chữa lành và đón rước mọi nghiệp thức. Rồi hành giả chìm đắm vào trong yên lặng để chia sẻ với tất cả mọi người sự bình yên tuyệt đối này. Sau khi định tâm được rồi, tập không quan tâm đến các biến chuyển trong thân cũng như những nhận biết của các giác quan. Buông bỏ hết mọi tư tưởng, mọi quan niệm rồi yên lắng và chìm vào cõi yên lặng, càng sâu càng tốt. Đây mới thực sự là thiền yên lặng. Bây giờ thì ta đã có khả năng tiến sâu hơn vào yên lặng để phát triển tâm linh, trở về với tự tánh hay để thể nhập với đấng vô cùng. Kế tiếp, ta tập giữ thân tâm trong định, ngay cả những lúc không ngồi thiền, như khi đi, đứng, nằm, ngồi, làm việc, vân vân. Điều quan trọng nhất của thiền định là làm sao cho đời sống hàng ngày, dù phải làm việc hay buôn bán tất bật, tâm ta luôn giữ một sợi dây vô hình liên hệ với sự yên lặng này. Hiện tượng và hoàn cảnh bên ngoài dần dần sẽ bớt ảnh hưởng đến tâm hồn ta. Những thôi thúc bên trong cũng lơi dần, trả ta về với sự an bình, nguyên thủy. Một thời gian sau, luồng năng lực bí ẩn thứ hai bằng ánh sáng màu bạc hoặc nhiều màu, từ luân xa một sẽ trỗi dậy đi lên đầu. Sau đó, mọi thấy biết, cảm nhận, minh triết, nhiệm màu sẽ là bí mật của riêng mỗi người, không ai giống ai cả. Cầu chúc các bạn tìm được an lạc. Vừa rồi em xông hơi được mấy lần? Em xông hơi được 2 lần. À, khi xông hơi lần đầu em thấy làm sao? Em thấy từ bụng đi lên tới cổ. Em muốn ói. Xong em lượm lại. Xong em lên tới đầu. Vòng qua anh này. Xong phụt ra thấy khỏe. Lần xong hơi thứ hai em có kẹt ở cổ và có thấy muốn ói nữa không? Không. Mà em thấy làm sao? Em thấy nó khỏe hơn. Em tập pháp thiền này là nghe nói là em là mặc áo mưa phải không? Dạ. Thì khi em mặc áo mưa em thấy làm sao? Thứ nhất là sức nóng nó đi lên thì bụng kẹt không ra được. Lần thứ hai là nóng nó đi, hai đường nóng đi lên tới đầu, nó quặn quặn đầu xong nó phụt ra. Em thiền được mấy lần? Dạ, em thiền được 3 lần. Và mấy cái lần sau như thế nào? Dạ, lần sau thì có một đường nóng dữ, nó đi lên tới đầu xong nó quặn một chập sâu rồi nó phụt ra, nó mát. Em còn nghe nói là em phụ cho mẹ em thông nữa phải không? Dạ. À, thì lúc em phụ em làm như thế nào? Kể cho mọi người nghe. Dạ, lúc em phụ thì em vô em xin Phật Hòa chiếu ánh sáng xuống cho mẹ và em là một. Rồi niệm Nam Mô Di Đà Phật, rồi cảm nhận được cái đau của mẹ là nặng cái tay, là nhức đầu. Rồi sau đó là sao? Đó, sau tí nữa niệm xong là cái tay nó đỡ, xong rồi tới cái đầu nó hết. Thì lúc đó em có đi qua chỗ mẹ không? Dạ có. Thì thấy mẹ sao? À, mẹ nằm, mẹ ngủ rồi, mẹ xong rồi. Rồi mẹ có kể là mẹ có thấy giống em không? Dạ có. Rồi vậy là cảm ơn em.
Con ngồi lần đầu con xông hơi được bao lâu? 20 phút. Khi ngồi xong con đọc cái gì? Mama Maria. Khi con đọc như vậy thì con thấy trong người như thế nào? Đau trong nó thoát ra. Bây giờ có còn đau lỗ tai nữa không? Không. Rồi thôi, cảm ơn con nhiều nha. Em xông hơi được mấy lần? Xông hơi được 3 lần. Tiên em thấy trong người như thế nào? Xông hơi đầu tiên em thấy trong người chảy nhiều mồ hôi và nó bị kẹt ở ngực. Rồi sau đó em niệm tiếp kính mừng Maria cho nó lên trên đầu rồi cho nó phụt ra. Lần xông hơi thứ hai em nghe như thế nào? Nghe có 2 đường sức nằm nó đi lên tới đầu, xong rồi nó quần ở trên đầu, xong rồi nó phụt ra. Lần thứ ba thì em nghe một đường chạy lên, nó cũng chạy lên tới đầu, xong rồi nó quần xong rồi nó phụt ra. Trước đó em có đau bệnh gì không? Trước đó em bị bệnh đau đầu. Rồi bây giờ em sau khi thông xong em thấy làm sao? Sau khi thông em thấy không còn đau đầu nữa cho đến bây giờ. Rồi, thôi cảm ơn em nhiều. Em xông hơi được mấy lần? Dạ, em xông hơi được 3 lần. Trong lần xông hơi đầu tiên đó thì em thấy trong người như thế nào? Trong lần xông hơi đầu tiên thì thấy trong người rất là nóng và khó chịu. Và thấy ở trong người thoát ra một cái chất gì rất là khó chịu. Khi em bóc nó ra thì giống như là kẹo cao su. Thì lần xông hơi đầu tiên đó thì em có thông hay không? Dạ, nó lên đến đầu và nó nghẽn rồi đến đầu. Rồi lần thứ hai có thông được không? Nó giống như lần thứ nhất. Tức là tiếp tục ra những cái chất đó. Rồi lần thứ ba? Lần thứ ba em cố niệm về nó lại thoát ra được. Rồi sau khi thoát ra thì em thấy trong người như thế nào? Sau khi nó thoát ra em thấy trong người rất là dễ chịu và thoải mái. Ủa chứ trước đó em bị đau cái gì? Dạ trước đó em bị đau gót. Đau gót như thế nào? Trong vòng 4 năm em uống thuốc và không thấy giảm. Nhưng sau khi thông lửa thì em không còn thấy đau nữa. Còn bây giờ thì nó cái gót đó nó có trở lại không? Tái phát lại không? Dạ không. Rồi cảm ơn em nhiều. Một ngày 3 lần xong. 3 lần xong. Mỗi lần xong thì cố gắng làm sao ngồi được 2 tiếng rồi. Ừ. Thế thì trong 5 ngày đầu tiên thì em xong thì vẫn chưa có hiện tượng gì cả. Ừ. Chỉ có mồ hôi nó ra đều đều hàng ngày. Ừ. Và sau mỗi lần xong thì có những hôm mình ngủ được một giấc. Ừ. Khi về nằm chờ trùng chăn ấy. Ừ. Thì dậy thì người ấy cảm thấy là nó sảng khoái, rất dễ chịu. Ừ. Mà nó là cái cảm giác mình chưa bao giờ có ấy. À. Nên là sau những cái ngày xong như thế thì cái da rẻ của em nó sáng hơn. Ừ. Và người đấy tỉnh táo, thoải mái rất là nhiều. Năm nay cháu 8 tuổi. 8 tuổi, thế là cháu đã thiền được 2 năm rồi. Khi vào lều xông thì cháu thấy thế nào? Cháu có sợ hay là thích? Cháu không sợ, cháu có thích. Không sợ, thích hả? Ừ. Thế có thấy nóng lắm không? Có, nóng, mồ hôi cứ chảy. Thế à, mồ hôi chảy ròng ròng. Thế cháu ngồi như thế nào? Lúc ngồi xông thì cháu ngồi như thế nào? À, ngồi như thế. Thế và không ngồi lại. Ờ, thế và cháu niệm như thế nào? Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Ai dạy cháu niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát? Hay là cháu cứ niệm từ trước? Cháu niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Ờ. Xong nhưng mà lúc ngồi niệm xong thì thấy trong tâm mình thấy Phật Bồ Tát. Thế cháu niệm mấy buổi, mấy lần xong như thế thì được thông? Cháu xong một lần xong ba báo cáo thầy thì nó không cần nữa, chỉ cần ngồi thiền nữa thôi. Không xong nữa, xong đúng một lần thôi. Chỉ cần ngồi thiền nữa là. À thế à, thế cháu ngồi thiền thì bắt đầu là ở trên chùa thì cháu có một cái thay đổi cảm nhận như thế nào? Ở trên chùa thì cứ ở đây là mỗi buổi sáng thì cháu hay hát xì. Ừ. Mà lên trên chùa là xong xong thì thiền xong là hết luôn. Bắt đầu là xong cái lần thứ hai là ban đêm, 12 giờ đêm xong đến 1 giờ thì em thấy nó nóng. Nóng hết cả người, nóng hết cả mồ hôi từ trên mặt nó cứ vã, nó chảy ròng ròng xuống. Thế sau là khi nó ngớt ở trên mặt thì bắt đầu nó mồ hôi xuống cổ. Thế nó tiếp rồi này, nó đỡ cổ thì nó xuống đến người, mồ hôi ra nhiều lắm. Thế nhưng mà xong nhưng mà em lại không cảm thấy là nóng từ dưới lên mà em thấy
mặt em từ trên cái má nó bệnh ra này, tài lắm, nên như là con rắn hổ mang nó bệnh ra, nó cứ căng hai bên đúng kia của em ra như thế này, cái dòng khí trược nó lên, vâng. Nó lên ở má, nhưng mà nó lại không nóng từ dưới chị ạ, đấy, như em thấy mọi người kể là nóng từ dưới, nhưng mà riêng em thì em thấy nó cứ nó căng như mình bơm quả bóng nó căng như thế. Thế xong rồi bắt đầu nó dồn ép lên trên đầu. Một lúc xong thì em cứ cố tịnh tâm và em vẫn niệm. Em niệm là Nam Mô A Di Đà Phật. Thế em niệm theo một lúc thì em thấy tự nhiên trên đỉnh đầu em này nó như một cột khói chị ạ. Nhưng mà khói nó phun ra. Mà nó to phải bằng cái chén chỗ nước trà, nước cảm nước. Giác cái gì? Vâng, nó cảm giác như thế chứ không có to bằng cái chén nước. To bằng cái như này. Ồ, đặc biệt đấy. To như thế này mà nó cứ phụt nó vút lên như thế này. Nên nó vút ra một lúc thì tự nhiên trong đó nó nhẹ. Nhẹ nó không còn căng phình ra nữa. Thế là thông khí đấy. Mọi người cảm thấy nó mát. Đầu em nó cũng mát, lạnh. Không còn những cái hiện tượng như kim chân. Sau khi thông khí hả? Bây giờ là không còn cái hiện tượng như là kim chân nữa. Mà nó chỉ mát ở trên đầu thôi. Thế tập tiếp một thời gian nữa thì em thấy có cái hiện tượng như là nó ngứa, nhột ngứa ở người. Thế một lần thì em thấy nó ho. Nó ho theo kiểu như là mình không kìm được thì nó ho và nó mình phải bắt buộc phải ra khỏi đường sông để mình nôn. Thì sau lần thì buổi sáng hôm sau em ngồi thiền tập ở ngoài, tức là mình thiền ở ngoài nhưng trùng chăn ấy. Thì một lúc thôi là em đã thấy là nó có một cái đường nóng nó đi lên ở trước ngực ấy. Và mình ho, mình muốn ho nhưng mình kìm được. Thế sau đấy là khi mình kìm được một lúc là không còn ho nữa thì nó có hiện tượng như là nó bật lên được trên trước khỏi đầu. Nó đi đường đi theo cái phía đằng trước mặt ấy và nó thoát lên trên đỉnh đầu. Có thể nói là như thế. Nhưng em lại rất là khỏe. Khỏe là có thể là cứ mỗi lần em ngồi thiền xong, những người em mệt em cứ ngồi thiền xong là em cảm thấy em khỏe. Thế chị hỏi là tức là cái hơi thở này hoặc là cái bước chân này em có thấy nó có nhẹ nhõm hơn trước? Có chứ. Hơi thở nó có nhẹ đi nhiều không? Nó nhẹ đi. Đúng rồi. Mà người mình cảm thấy nó nhẹ nhàng đi. Đấy là cả quả cái tâm đấy. Tính ạ. Cái tâm tính của em cũng có sự thay đổi. Tức là mình kiềm chế được rất nhiều cái. Có thể vượt là được nhiều cái mà có thể mình có thể cáu được, nóng giận được thì bây giờ tự dưng nó cảm thấy nó xoa được. Ngày đầu tiên, cái lần đầu tiên thì nó bình thường thôi, nhưng từ lần thứ hai, thứ ba thì nó ra những cái kiểu khí mà có lẽ là ở trong phòng, cái mùi nó khó ngửi lắm, mùi nó hôi lắm, nó hôi, nó khó chịu, ngay cả trong phòng cũng khó chịu, trong phòng nó khó chịu lắm. Vợ có kêu không? Vâng, vợ và những người khác đều kêu cả, mọi người đều kêu. Thì thường thường ấy, trước đây em nói thật là chưa có bệnh, mà chưa lên gặp thầy thì em chưa bao giờ biết ngồi thiền là như thế nào. Thế à? Chưa biết để chân nó thế nào, kết giàn hay là kết gì, thế hoặc ngồi như thế nào thì em cũng chưa bao giờ. Thầy hỏi thì con đã biết ngồi thiền. Con chưa biết ngồi thiền như nào. Em thiền nằm. Trong hai buổi em cảm nhận là khi em nằm em sông ở trong lều này, em sùng chăn này, ngồi thiền thì không có hiện tượng gì, nhưng khi em nằm thì tự nhiên nó có các cái hiện tượng nó đục phá những kim châm đục lên trên đầu. Dạ mô Phật, sau khi thông khí và thông lửa xong rồi thì trò cảm thấy về mặt thân thì nó nhẹ nhàng an ổn, cho nên tâm mình nó không có bị sân si như lúc trước nữa. Khi mà mình ngồi thiền thì mình được định lâu và sâu hơn, mình cảm thấy rất là an lạc.